chương trình Carnival Hạ Long 2024 với chủ đề Bừng sáng cùng kỳ quan, chính thức khai mạc vào 20 giờ 10 ngày 28 tháng 4 năm 2024 tại bãi tắm công viên Đại Dương, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, tiếp sóng trực tiếp trên QTV1 Quảng Ninh. Carnival Hạ Long 2024, Carnival trên biển đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 4. Với mục tiêu không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, từng bước nâng tầm, khẳng định thương hiệu Carnival Hạ Long, năm nay, chương trình Carnival Hạ Long 2024 sẽ có nhiều điểm mới so với những năm trước đó. Trong đó, điểm nhấn là vở diễn nghệ thuật thực cảnh và lễ hội Carnival trên biển đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến chương trình Carnival Hạ Long 2024 bắt đầu từ 20 giờ 10 ngày 28 tháng 4 tại bãi tắm công viên Đại Dương, đường Võ Nguyễn Giáp, phường Bãi Cháy, Hạ Long và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Với chủ đề Bừng sáng kỳ quan, kịch bản chương trình được xây dựng và lấy cảm hứng từ 6 giá trị cốt lõi trong hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, tập trung vào giá trị thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, kinh tế phát triển, nhấn mạnh kinh tế biển và đặc biệt là giá trị của nhân dân hạnh phúc. Chương trình nhằm tôn vinh giá trị vùng đất, xây dựng một vũ hội hóa trang có dấu ấn, mang màu sắc riêng, đậm tính bản địa, lấy người dân làm cốt lõi, đồng thời gửi đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế thông điệp về kỳ quan, di sản, con người của vùng đất Hạ Long Quảng Ninh. Kết cấu chương trình chia làm 5 màn, màn 1 là Huyền sử Hạ Long, màn 2 là Làng Chài, màn 3 là Thương Cảng, màn 4 là Vũ điệu di sản Carnival Hạ Long, màn 5 là Bừng sáng cùng kỳ quan. Tham gia chương trình có sự góp mặt của hàng nghìn diễn viên chuyên và không chuyên và các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Đông Hùng, Tô Minh Thắng, Ngọc Anh, nhóm Dòng Thời Gian, DJ Cecote và MC Nai. Đặc biệt là chương trình sẽ có những nét mới hấp dẫn như xây dựng vở diễn nghệ thuật thực cảnh và Carnival trên biển đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ ekip sáng tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân hàng đầu tại Việt Nam, sự góp mặt của các đoàn khách quốc tế đến từ Hokkaido, Nhật Bản, Quảng Tây, Trung Quốc, Lào, Thái Lan và nhóm nhảy châu Âu. Carnival Hạ Long sử dụng công nghệ máy bay không người lái xếp hình drone line kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại để khắc họa những biểu tượng đặc trưng của Hạ Long Quảng Ninh. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, Carnival Hạ Long 2024 là một chương trình Carnival có hình thức mới lạ, biểu diễn, diễu hành trên biển, trên bờ cát vịnh Hạ Long với các yếu tố nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa để làm nổi bật lên di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long về đêm, khẳng định giá trị ngoại hạng của vịnh Hạ Long. Chương trình cũng sẽ có sân khấu biểu diễn kết hợp giữa trên bờ và trên biển với hàng trăm phương tiện tàu, thuyền huy động để tham gia diễn diễu trong chương trình, áp dụng công nghệ hiện đại tối tân nhất hiện nay như drone light, máy bay không người lái xếp hình, pháo hoa, mapping. Cũng trong dịp lễ 30 phần 4 đến 1 phần 5, thành phố Hạ Long sẽ tổ chức 11 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch. Đặc biệt là lễ hội bia và chả mực sẽ được tổ chức trong 5 ngày từ 27 tháng 4 trừ 1 phần 5 tại khu phố cổ công viên Đại Dương, giáp đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, trong đó sẽ xác lập kỷ lục chả mực to kỷ lục Việt Nam, dự kiến từ 14 đến 17 giờ. Một số hoạt động khác đáng chú ý như khai trương phố đi bộ, ẩm thực phường Bãi Cháy vào ngày 20 tháng 4 tại khu phố cổ công viên Đại Dương, liên hoan lân, sư, rồng từ ngày 27 tháng 4 trừ 1 phần 5 tại khu phố cổ công viên Đại Dương, lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn từ ngày 30 tháng 4 trừ 1 phần 5 tại đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn và khu vực phường Hồng Gai, Bạch Đằng. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã ban hành kế hoạch, xây dựng, phê duyệt nội dung kịch bản và khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập, đảm bảo đúng tiến độ đề ra đối với các sự kiện, hoạt động trên địa bàn dịp lễ 30 phần 4 1 tháng 5 năm 2024, nhất là với chương trình Carnival Hạ Long 2024. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường kinh doanh du lịch đang được thành phố và các sở, ban, ngành tích cực triển khai thực hiện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức tổ chức, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch dịp nghỉ lễ 30 phần 4 1 tháng 5 năm 2024 của thành phố Hạ Long hứa hẹn sẽ tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhân dân và du khách, khởi đầu cho mùa du lịch hè 2024 bùng nổ tại thành phố Hạ Long. Theo báo Quảng Ninh.vn